nay em giới thiệu đến anh chị và các bạn cái mẫu xe rất là đặc biệt nha. Thì cái xe này nó dài gần 5m2, bề ngang của nó thì rơi vào khoảng tầm 2m, chiều cao cũng khá là cao nha. Sau xe là siêu sang luôn, siêu to khổng lồ luôn. Thì cái xe này nó rất là đặc biệt nha, nó là một trong những chiếc xe mà siêu sang nhất của một hãng xe đang hiện tại tồn tại ở Việt Nam mình ha. Thì cái xe nó sang và nó đẹp như thế nào thì đến cái điểm quay em sẽ cho anh chị xem từng chi tiết của chiếc xe nó nha. Thì đường buổi chiều nè cũng khá là đông nha anh chị và các bạn. Đó, xe được gỡ chưa, cách âm khá là tốt nha. Thì cái xe này nó chở nguyên thủ quốc gia đi mà, siêu xe đó nha anh chị và các bạn. Rồi đến điểm quay em sẽ cho anh chị và các bạn xem từng chi tiết của chiếc xe này nha. Đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị và các bạn cái mẫu xe em cần bán ha. Thì để em cho anh chị và các bạn xem cái xe nè. Đó, anh chị và các bạn thấy cái logo rất là đặc biệt nha. Thì cái xe hôm nay em bán nó đặc biệt ở chỗ nào? Thì cái logo nó cánh chim nè anh chị và các bạn thấy không? Nhìn nó đẳng cấp dễ sợ chưa? Thì nó là nằm trong một trong những cái thương hiệu mà bán xe rất là chạy ở Việt Nam mình. Đó là thương hiệu gì? Đó là Hyundai nha anh chị và các bạn. Thì nó nâng tầm lên thì Hyundai nó toàn là những cái dòng xe mà coi như là phổ thông, cao cấp cũng có, nhưng mà cái dòng xe này nó là dòng xe hiện đại và sang trọng bậc nhất của dòng xe Hyundai luôn. Thì nó nâng cấp cái logo lên cho nó khác biệt ha anh chị và các bạn. Logo cánh chim ha. Thì nó là Hyundai Cantino bản 3.5. thì xe này được nhập hoàn toàn nguyên một chiếc từ nước ngoài về Việt Nam mình luôn năm 2007 ha. Thì nhập về Việt Nam mình là năm 2009, đăng ký mới hoàn toàn biển số Sài Gòn luôn nha anh chị và các bạn. Đó, thì nè anh chị và các bạn thấy không, cái logo này nhìn nó giống như hình tượng giống như là Rolls Royce, xe Rolls Royce, xe cao cấp của nước ngoài đó ha. Thì nó là Rolls Royce của Hàn Quốc nha anh chị và các bạn. Thì cái logo này nó khá là đặc biệt nha. Cái xe Rolls Royce cái logo khi mà anh chị giật mạnh cái là nó ụp cái logo xuống dưới cái capo này. Thì cái xe này nó như thế nào, anh chị giật mạnh quá là nó gãy nha, nó không giống như Rolls Royce nha anh chị và các bạn. Đó, rồi nói đùa chơi vậy thôi chứ cái logo rất là đẹp nha, nhìn cực kỳ sang trọng luôn. Đó, thì cái phần mặt ga lăng anh chị và các bạn thấy không, đó ga lăng là cũng được xi lớp inox nha, khá là chắc chắn nha, rất là bự nè, dày dễ sợ chưa. Đó, thì cái xe này nó cái độ dài của nó rơi vào khoảng 5m1 5m2, và bề ngang của chiếc xe rơi vào khoảng 1m9 cho tới 2m, nó rơi vào tầm đó, đó. Chiều cao thì cũng tương đối nè anh chị và các bạn thấy không, nó đứng cũng gần ngang vai của em, thì ngồi ở trong rất là rộng rãi ha. Rồi em cho anh chị và các bạn xem từng chi tiết của chiếc xe ha. Thì cái cản anh chị và các bạn thấy không nè, đó có một lớp xi inox nè hai bên luôn nha, đó rất là đẹp và sáng bóng ha. Thì cái đèn xe nè anh chị và các bạn thấy không, xe này được sản xuất 2007 ha, về tới đây mình 2009. Thì anh chị và các bạn thấy cái đèn nè, ồ mới dễ sợ chưa, đèn cực kỳ mới luôn nha. Thì cái xe này nó được thiết kế riêng và dành cho những lãnh đạo cao cấp đi nha anh chị và các bạn, nên cái xe rất là ít đi và còn cực kỳ mới luôn. Đó, rồi thì bên cái phần đăng kiểm em cho anh chị và các bạn xem nè, đăng kiểm thì cũng còn khá là dài, nó còn tới tháng 4 năm 2021 nha anh chị và các bạn. Đó, rồi em cho anh chị coi cái phần kiến nè, cái kiến này là kiến chỉnh điện và gập điện ha, gập điện luôn nha anh chị và các bạn. Đó, thì bên hông nó cũng có một cái đèn xi nhan nè, để cho định vị bên hông ha, cho anh chị và các bạn nào chạy bên hông thì mình xi nhan thì để người ta thấy ha. Rồi thì bốn cái bánh mâm của xe này nó được xi inox zin chính hãng luôn, chứ không phải là do mình tự xi nha, đây là zin chính hãng luôn. Thì cái logo anh chị và các bạn thấy không, logo cánh chim ha, trừu tượng chút xíu mình nhìn thì mình sẽ thấy giống như là cái cánh chim vậy đó. Đó, bốn thắng đĩa luôn nha. Thì bốn cái vỏ xe này đã được chủ xe vừa thay mới nên cái vỏ còn rất là đẹp nha anh chị và các bạn, mua về chỉ sử dụng thôi. Đó, thì toàn bộ cái xe em đã cho đánh bát nên cái xe nó còn rất là mới. Thì em đã giới thiệu xung quanh cái xe,
em sẽ cho anh chị và các bạn xem xung quanh cái xe nó mới như thế nào nha. Đây, để em cho anh chị và các bạn xem xung quanh cái xe nè. Đó, logo nè, cánh chim nha. Đó, mặt ga lăng nè, cực kỳ đẹp nha. Đèn nè, đó. Cản cũng có đèn luôn nha anh chị và các bạn. Xe còn cực kỳ mới luôn ha. Đó, bốn bánh mâm nè, vỏ mới ha. Đó, chiếc xe khá là dài nha anh chị và các bạn. Phía sau nè, đó, logo ha, cánh chim hồ nha. Đó, biển Sài Gòn. Thì cũng như mọi lần nha anh chị và các bạn, muốn biết chiếc xe này nó đẹp như thế nào, nó mới ra làm sao thì chỉ cần nhìn cái nội thất ha. Thì đó, em cho anh chị và các bạn xem cái phần nội thất bên trong nè. Đó, hiện đại dễ sợ chưa, cực kỳ mới luôn. Đây nè, em cho anh chị và các bạn xem cái phần bên tấp bi cửa, bên cửa tài nè, khá là nhiều nút nha, cực kỳ nhiều nút luôn. Thì đây nè, bốn kính chỉnh điện ô tô nè, là chế độ tự động hoàn toàn hết luôn nha anh chị và các bạn. Đây, kính chỉnh điện và gập điện luôn nè, thấy không. Thì ghế nè, đó, ghế chỉnh điện mà nhớ vị trí ghế luôn ha, có chế độ ô tô là nhớ vị trí ghế nè. Đó, hiện đại dễ sợ chưa. Thì cái thiết kế này nhìn nó giống những cái con mà mệt siêu sang á, mệt S ha anh chị và các bạn. Đó, thì ốp gỗ nè, gỗ đây là gỗ xịn hoàn toàn nha. Đó, anh chị và các bạn nhìn thấy gỗ đẹp dễ sợ chưa. Thì phần tấp bi cửa nè, đó, gân nè còn khá là dày luôn ha. Thì chủ xe này đi khá là kỹ, giữ rất là kỹ luôn, nên còn đẹp dữ lắm. Thì đây được bọc da ha, đường chỉ mai này rất là sắc sảo nha anh chị và thấy, anh chị và các bạn thấy không. Đó, thì bên cái phần ghế nè, ghế là đây là chỉnh điện hết luôn nha, hai cái hai bên ha. Thì bây giờ cái cửa đang mở nó rất là hiện đại ha, nếu nó báo tít hoài. Bây giờ em sẽ vào bên trong, em cho anh chị và các bạn xem chi tiết bên trong ha. Đó, thì nè anh chị và các bạn thấy cái phần vô lăng không, cái logo khá là đặc biệt ha. Cái logo này nó là cái lô biểu tượng cánh chim ha anh chị và các bạn. Đó là nhãn hiệu Hyundai ha, Cantino. Đó, túi khí nằm đây luôn nha. Thì cái vô lăng nó khá là to bản, bự dễ sợ chưa. Thì nút cũng khá là nhiều. Đây, những cái nút này là để sử dụng để mình nghe nhạc ha. Đó, nghe nhạc nè, âm lượng nè. Đó, thì ngay đây là cái túi khí luôn nha anh chị và các bạn. Thì cái vô lăng nè anh chị và các bạn thấy không, nó là xe cao cấp. Thì nó được ốp gỗ hoàn toàn, đây là gỗ nha. Nè, gỗ xịn hoàn toàn luôn. Đó, thì túi khí ha. Thì xe này đặc biệt là túi khí quanh xe. Anh chị và các bạn đi cái xe này thì khá là an toàn. Đây nè, ở đây có cái túi khí nè anh chị và các bạn thấy không. Thì ở chỗ này cũng có ha, và bên đây cũng có nữa nè. Thì túi khí là quanh xe. Đó, thì cái mặt đồng hồ nè anh chị và các bạn thấy không, hiện đại dữ lắm nha. Thì cái xe này em đang nổ máy nè anh chị và các bạn. Máy cực kỳ êm luôn. Nổ máy là em nói anh chị và các bạn đứng kế bên là không nghe máy nổ nha, mà máy mình đang nổ đó. Đó, thì số km nè, 70.203 km ha. Đó, hộp số tự động 5 cấp nha. Đó, rồi tính năng nó nhiều lắm. Cái xe này rất là hiện đại nha anh chị và các bạn. Đây được ốp gỗ nè anh chị và các bạn thấy không, gỗ xịn hoàn toàn luôn nha. Nè, ghế bên đây cũng chỉnh điện nè anh chị và các bạn thấy không, chỉnh điện hoàn toàn nha. Thì ghế nè, ghế được bọc da xịn từ hồi đó giờ luôn nha. Đây là ghế da xịn chính hãng nha, chưa hề được bọc lại, nhưng mà nó cũng còn khá là đẹp nha anh chị và các bạn. Đó, cái ngay cả cái tay nắm cửa này em cho anh chị và các bạn thấy không, to bản bự dễ sợ không, vẫn được ốp gỗ luôn nha. Đó, thiết kế rất là sang trọng nha. Cái tay nắm cửa này nó là chỉ là một những cái chi tiết thêm vào thôi mà anh chị thấy không, anh chị và các bạn thấy không, được ốp gỗ luôn nha. Đó, rất là hiện đại ha. Rồi, cái phần âm thanh của cái xe này nó là âm thanh của Infiniti nha. Nè, đó, Infiniti nha. Dàn âm thanh nghe cực kỳ hay luôn. Đó, được. Chiếc xe này nó được đặt hàng của hãng loa Infiniti ha. Đó, Infiniti nó là một trong những cái thương hiệu xe ô tô mà sang của nước ngoài luôn nha anh chị và các bạn. Xe nhập á. Đó. Rồi. Đây, cái phần bên đây nè, em cho anh chị và các bạn thấy không? Đây là cái màn hình trung tâm của xe, và màn hình đó là màn hình zin luôn.
thì nó là đầu đĩa 6 đĩa nha, CD nè, đó, nghe nhạc nha. Thì trên đây nó có đồng hồ giờ luôn nè anh chị và các bạn thấy không? Và nó báo số km nè, báo xăng nè, rồi bốn bánh xe là đang hoạt động là hơi khí trong bánh xe đó bị mềm hay gì là nó sẽ báo trên đây luôn ha. Đó, rất là hiện đại nha. Thì chỗ này nó là cái phần để mình chỉnh cái đồng hồ giờ trên này nha anh chị và các bạn. Đó, mod này thấy không, set nè đó, để chỉnh giờ ha. Hiện tại bây giờ đang là 4:45 đúng đồng hồ luôn nha anh chị và các bạn. Rồi ấn xuống. Rồi đây, dưới cái phần đầu đĩa nè anh chị và các bạn thấy không, nó sang trọng hiện đại dễ sợ chưa. Đây là đầu đĩa zin chính hãng của Hyundai luôn nha anh chị và các bạn. Đó, 6 đĩa nha. Thì có thể nghe được FM nè, AM nè. Đó, cái âm thanh của chiếc xe này nó rất là cực kỳ hay, phải nói là chất lượng lắm luôn. Đó, thì máy lạnh nè. Đó, hai dàn lạnh hai bên nha. Nè, hai bên luôn, đó. Rồi, chế độ ô tô nè anh chị và các bạn thấy không, tự động luôn nha. Dàn lạnh sau luôn nè, đó. Thì cái xe em đang bán đó là xe số tự động nha, hộp số tự động 5 cấp. Đó, máy 3.5. Thì cái xe này cái tốc độ tăng tốc của nó rất là nhanh. Thì nó xe này nó chở lãnh đạo đi mà anh chị và các bạn. Đảm bảo với anh chị và các bạn qua cái thử chiếc xe này của em, anh chị và các bạn sẽ thích liền. Coi như là cái xe này nó chạy là bỏ xa mọi kẻ thù luôn nha anh chị và các bạn. Chỉ cần đạp ga thôi là vụt vụt, cực kỳ nhanh luôn. Và âm thanh của nó nghe hay lắm, cách âm cực kỳ tốt. Và xe này máy lạnh dữ lắm luôn nha. Đó, anh chị và các bạn thấy không nè. Cái phần bên trong anh chị và các bạn thấy không, hiện đại dễ sợ chưa. Và cái tầm quan sát ở phía ngồi ngay chỗ tài xế nè, anh chị và các bạn thấy không, cao dễ sợ không. Đó, cái logo cánh chim nè anh chị và các bạn thấy không. Đó, rồi ngay chỗ đây nha, chỗ đây là được ốp gỗ hoàn toàn nha, đây là gỗ xịn nha. Đó, thì cái nút này nó là cái rèm đằng sau nè. Nè, cái rèm phía sau nè anh chị và các bạn, phía sau chưa có nè, em nhấn nè. Đó, cái rèm che nắng nha, em ấn xuống nè. Đó, rồi ngay chỗ này là cái hộc để mình để chai nước ha anh chị và các bạn. Rồi, đó, em quay một vòng cho anh chị và các bạn xem nè, cái xe nó mới như thế nào nè. Đó, mới dễ sợ chưa. Và cái phần tắp lô bự dễ sợ ha, to bản ghê không, ngồi rất là cao nha. Thì anh chị và các bạn nào muốn trải nghiệm trở thành một nhà lãnh đạo cấp cao thì qua mua chiếc xe của em và mua về và đi thử nha. Rồi thì phần phía bên trong thì nó chỉ có vậy thôi. Em sẽ quay đến cái phần phía sau. Cái phần phía sau là cái phần phía mà ghế cho lãnh đạo cấp cao ngồi đó. Thì em sẽ quay cho anh chị và các bạn xem nha, nó rộng như thế nào nha. Rồi em sẽ đi xuống phần phía sau cho anh chị và các bạn xem nè. Thì cái xe này nó khá là dài nên cái phần phía sau nè, cái phần phía sau là ghế của ông chủ ngồi nè anh chị và các bạn nè, ngồi rất là thoải mái nha. Đó nè, trước tiên cho anh chị và các bạn xem cái phần tấp bi cửa phía sau nè, cũng hiện đại dễ sợ chưa. Ghế chỉnh điện luôn nha, và phần này là được ốp gỗ hoàn toàn, gỗ xịn luôn. Đó, thì ở đây ngay cánh cửa nó có thêm một cái tấm rèm che nắng nữa nè. Đó, kéo lên kéo xuống nha anh chị và các bạn. Đây, lo của Infiniti nha, nè lo chính hãng Infiniti nha. Âm thanh nghe cực kỳ hay luôn. Túp bi cửa mà cũng có ốp nỉ nữa nè anh chị và các bạn thấy không, hiện đại dễ sợ. Đó, cách âm cực kỳ tốt luôn. Thì phần phía trong nè, em cho anh chị và các bạn xem, đây là nước sơn zin hoàn toàn nha. Chốt cửa cũng có ốp nhựa nè, bao bọc lại nè, thấy chưa. Trên ghế nha là có túi khí luôn nha anh chị và các bạn. Hầu như là xe này túi khí quanh xe nè, túi khí luôn nè anh chị và các bạn thấy không. Thì cái phần phía sau ngồi có tay nắm vịn luôn nè. Đó, rồi em đi vào phía trong em cho anh chị và các bạn xem nha. Nè, anh chị và các bạn thấy không, bộ ghế nè, phía sau đẹp dễ sợ chưa. Thì toàn lãnh đạo cấp cao ngồi, mặc áo vest nè, nên thành thử ra sạch sẽ lắm. Nên anh chị và các bạn thấy không, từ 2009 về tới Việt Nam cho tới giờ mà xe vẫn còn đẹp dễ sợ chưa. Đó, rồi em vào phía trong cho em cho anh chị và các bạn xem nè. Ở phía trước là cũng chỉnh điện ha, thì trên ghế cũng có chỉnh điện để những người ngồi phía sau nè, những người ngồi phía sau tự chỉnh nè. Nè, em chỉnh lên nè, đó, chỉnh xuống nè, đó.
anh chị và các bạn thấy không, tiện lợi chưa? Thì bên đây cũng có chỉnh điện luôn nha anh chị và các bạn, bốn ghế này hoàn toàn chỉnh điện hết đó. Thì cái phía sau nè anh chị và các bạn thấy không, em ngồi nè thoải mái dễ sợ chưa, rộng lắm luôn. Thì hai cái ghế ở bên đây, cái ghế này có thể chỉnh điện cho nó hạ ra nó nằm luôn, người phía sau có thể nằm luôn. Thì ngay đây phía sau đây là được 5 chỗ ngồi nha anh chị và các bạn. Thì ngay chính giữa đây nè anh cho anh chị và các bạn xem nè. Ồ, nút quá trời chưa, cực kỳ hiện đại luôn. Chỗ này có chỗ sạc pin luôn nha anh chị và các bạn, 12V. Đây, sưởi ghế nè, chỉnh điện nè, đó, máy lạnh nè, auto nè, audio nè, chỉnh nghe nhạc đồ luôn đó nha anh chị và các bạn. Ồ, hiện đại dễ sợ chưa. Đó, rồi em đóng lại nha. Đây, ở trên phía trần nè, em cho anh chị và các bạn xem nè. Đó, cái tay nắm cửa cũng được ốp gỗ nè ha. Thì ngay chỗ này, ngay trên trần nó có nguyên một cái gì to bản dễ sợ vậy. Đây là cái gì? À, đây là cái kiến nha. Cái kiến để soi và đèn đọc báo luôn nha anh chị và các bạn. Ồ, rồi bên cái phần trần nè, cái đèn này nè, cái đèn này giống như ở trên máy bay nè anh chị và các bạn. Cái này vòng tròn này quay vòng tròn luôn nè, quay được nè anh chị và các bạn. Đèn đọc sách nha, như máy bay luôn. Cái này là bu in mặt đất nha. Rồi phía sau nè, thì phía sau là rất là lạnh luôn nha anh chị và các bạn, vì nó có cái hộc gió chỗ này nha. Rồi đó, máy lạnh lạnh lắm luôn. Đó, phần phía trước nè em cho anh chị và các bạn xem nè, cao dễ sợ chưa. Ồ, cái xe cực kỳ mới luôn á, mới và hiện đại dễ sợ không. Nhưng mà giá thành thì rất là rẻ nha anh chị và các bạn. Đó nè, phía sau nè anh chị và các bạn nè. Đó, hình dung ra chưa, cái xe nó to mà nó bự dễ sợ không. Ở đây có túi khí luôn nha anh chị và các bạn. Nè, ở phía dưới cũng có túi khí nữa nè. Xe này là túi khí quanh xe nha. Rồi, thì xung quanh xe nó chỉ có vậy thôi. Anh chị và các bạn nào cần xem thêm chi tiết nữa thì đến với em nha. Liên hệ số điện thoại của em để được xem trực tiếp chiếc xe này và chạy thử và trải nghiệm nha. Rồi em xin đi ra ngoài quay cái hầm máy và cái phần khớp. Rồi hồi nãy giờ em cho anh chị và các bạn xem cái phần nội thất bên trong, thì bây giờ em cho anh chị xem cái phần trái tim của chiếc xe này ha. Đó là hầm máy nha anh chị và các bạn. Wow, đó. Đó, nhìn nó sang trọng và hiện đại dễ sợ chưa. Cái hầm máy nè anh chị thấy không, nó bích bùng hết luôn. Nhìn cái xe nó rất là đẹp luôn á. Nè, cái hầm máy còn đẹp dễ sợ không, có cái logo luôn nè. Không phải logo Hyundai nha, nó là xe Hyundai nhưng mà nó đã nâng tầm lên rồi. Logo cánh chim nè, Cantino ha, Hyundai. Đó, V6 nha anh chị và các bạn. Hầm máy còn đẹp dễ sợ chưa. Đó, nhìn nó bích bùng hết luôn ha anh chị và các bạn. Đúng là đẳng cấp nha anh chị và các bạn. Đó, em cho anh chị và các bạn coi cực kỳ rõ và từng chi tiết luôn ha. Đó. Rồi, hầm máy nó bích chịch vậy rồi, anh chị chỉ thấy vậy thôi. Còn muốn xem kỹ nữa thì đến với em nha. Cái phần cốp sau của cái xe này nó khá là đặc biệt nha, vì cái xe này nó dài dữ lắm. Thì em cho anh chị và các bạn nhìn cái phần phía sau nè, bên trong cái phần phía sau nè. Đó, nó rộng dễ sợ chưa. Thì cái xe này anh chị và các bạn có thể để được rất là nhiều cái vali ha. Thì anh chị và các bạn đi chơi du lịch đó, anh chị để vali vô đây là hơi bị nhiều luôn á. Đây, cái miếng này là miếng nỉ zin của xe luôn nha. Đó, úp bên này cái bánh xe cua nằm dưới nha anh chị và các bạn. Đó, nhìn rất là sang trọng và hiện đại ha. Rồi, em cho anh chị và coi, anh chị và các bạn xem cái cốp rồi đó. Anh chị và các bạn thấy không, hình dung chưa, nó rộng và nó dài dễ sợ chưa. Rồi, nãy giờ em đã cho anh chị và các bạn xem từng chi tiết của chiếc xe này, xung quanh xe, nội thất xe, hầm máy và cốp sau. Thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây ha. Thì em xin nhắc lại cái xe em cần bán, đó là Hyundai Cantino bản 3.5 lít. Thì cái xe này được sản xuất bên nước ngoài là năm 2007 và được nhập trực tiếp về Việt Nam mình, đăng ký mới hoàn toàn, biển số thành phố chính chủ là năm 2009 ha anh chị và các bạn. Thì cái xe này đã được em xử lý và đánh bát mới hoàn toàn rồi, và xe rất là ít đi, có km rơi vào khoảng 70 km, và máy móc là zin hoàn toàn, không khấn trụng, không ngập nước. Thì cái xe này em cần bán với cái giá là 485 triệu. Anh chị nào cần mua thì liên hệ cho em, số điện thoại của em là 0937 257 234. Thì số đó là số Zalo luôn nha anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn thì cần muốn biết những chiếc xe em cần bán thì kết nối vào Zalo của em. Em tên Phương, chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt mọi người, mình là Phương.
nhớ nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để được xem nhiều clip quảng cáo về xe ô tô của mình nha.